Miễn chào quý vị khán giả đã đến với kênh Tuệ Thẩm Giác Ngộ. Kính chúc các cô chú, các anh chị và các bạn sẽ luôn dồi dào sức khỏe, bình an và may mắn. Ngay sau đây sẽ là những thông tin mới nhất về sức khỏe mà chúng tôi vừa cập nhật trong 24 giờ qua. Mời quý vị cùng theo dõi. Càng ăn nhiều ngọt, càng dễ mắc ung thư. Khoa học công bố nhiều kết quả đáng sợ. Bạn có sở thích ăn đồ ngọt thường xuyên không? Hãy cẩn thận! Một nghiên cứu mới đây trên 100.000 người đã chỉ ra mối liên hệ cực kỳ nguy hiểm giữa việc tiêu thụ nhiều đường và nguy cơ mắc ung thư. Lắng nghe kỹ video này để biết bạn có đang tự đặt mình vào vòng nguy hiểm không. Đối với nhiều người, đồ ngọt mang lại sức hấp dẫn không thể cưỡng lại nhờ vào hương vị ngọt ngào, quyến rũ của nó. Tuy nhiên, cũng tồn tại một nhóm người mà chọn cách từ chối đồ ngọt bởi vì nhiều lý do khác nhau. Có thể là do sở thích cá nhân người ta không thích, hoặc là người ta sợ về sức khỏe liên quan đến việc tiêu thụ quá nhiều đường. Mặc dù có nghiên cứu chỉ ra một số lợi ích nhất định của đồ ngọt cho sức khỏe, nhưng mà lo ngại về tác động của chúng vẫn là một trong những chủ đề quan trọng trong cộng đồng nghiên cứu. Một câu hỏi đáng chú ý là liệu có mối liên hệ nào giữa lượng đường tiêu thụ và nguy cơ mắc bệnh ung thư hay không? Mới gần đây, các nhà nghiên cứu tại Đại học Paris của Pháp đã công bố một nghiên cứu liên quan đến tiêu thụ đường và nguy cơ ung thư trong tạp chí có tên là Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ. Nghiên cứu này theo dõi chế độ ăn và lượng thức ăn bao gồm cả lượng đường của 1.001,279 người tham gia. Kết quả cho thấy rằng có tới 2.503 người trường hợp đã ung thư được ghi nhận. Đối với người tiêu thụ nhiều đường, có nguy cơ mắc bệnh ung thư vú tăng lên 47%. Những phát hiện này cho thấy một mối tương quan tích cực giữa lượng đường tiêu thụ và mắc nguy cơ mắc ung thư tổng thể. Theo một nghiên cứu gần đây từ Nhật Bản cho biết, được công bố trên tạp chí có tên là Science Advances, chỉ ra những tác động tiêu cực về mặt tâm lý liên quan đến việc tiêu thụ đường. Các nhà nghiên cứu đã thiết lập hai nhóm kiểm soát thông qua các thí nghiệm nhằm quan sát ảnh hưởng của chế độ ăn nhiều sucrose đối với trẻ em. Đối với kết quả này cho thấy rằng, sau những thanh thiếu niên mà được cho ăn nhiều chế độ giàu sucrose, đó đã có nguy cơ cao hơn về việc tổn thương mạch máu não cũng như là chức năng não bất thường trong giai đoạn sau. Đồng thời tình trạng này lại còn làm nghiêm trọng thêm các triệu chứng về tâm thần. Trong một bài viết được xuất bản trên tạp chí có tên là Nature mang tựa đề là Sức khỏe cộng đồng, sự thật về độc tính của đường, một giáo sư có tên là Robert Hastings là bác sĩ chuyên khoa nội tiết tại Đại học California, San Francisco đã chỉ ra rằng việc mà tiêu thụ đường một cách quá mức sẽ dẫn đến hiện tượng nghiện đường. Ông cho rằng tác hại của tình trạng nghiện này đối với cơ thể không khác gì so với việc sử dụng thuốc lá và bia rượu. Ngoài ra thì nghiên cứu chỉ ra rằng tiêu thụ đồ ngọt sẽ gây tổn hại ở nhiều mức độ khác nhau đối với các bộ phận khác nhau của cơ thể. Những rủi ro khi tiêu thụ đường quá mức. Tiêu thụ đường có thể mang lại cảm giác hạnh phúc tạm thời, tức là ta ăn, ta cảm thấy ngon, cảm thấy dễ chịu, cảm thấy sung sướng khi mà được ăn những đồ ăn ngọt, đồ ăn có nhiều đường. Ăn một viên kẹo, một miếng bánh ngọt có thể nâng cao tâm trạng của bạn khi mình đang cảm thấy khó chịu, thấy chán. Tuy nhiên, cảm giác thoải mái này chỉ kéo dài khoảng 30 phút. Ngược lại, những tác hại lâu hại dài từ việc tiêu thụ đường thì lại nghiêm trọng hơn nhiều và kéo dài trong nhiều năm. Trước tiên, việc mà ăn quá nhiều đường sẽ làm tăng nguy cơ mắc phải nhiều loại bệnh. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí y học của Anh, bởi nhóm các chuyên gia từ Bệnh viện Tây Trung Quốc thuộc Đại học Tứ Xuyên đã chỉ ra rằng tiêu thụ đường trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, bệnh nội tiết, ung thư và ít nhất 45 bệnh lý nguy hiểm khác. Thứ hai là việc tiêu thụ thực phẩm có chứa hàm lượng đường cao sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh sâu răng. Hơn nữa, việc ăn đường còn ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe cho da.
Lượng đường dư thừa sẽ thúc đẩy quá trình phân bào, tác động trực tiếp đến tình trạng của da, đồng thời làm giảm hiệu quả của collagen, khiến cho da mất đi tính đàn hồi, nhanh chóng bị lão hóa. 3 phương pháp tiêu thụ đường hợp lý và khoa học. Dù việc tiêu thụ đường có thể gây hại cho sức khỏe con người, tuy nhiên bạn không cần phải loại bỏ hoàn toàn đồ ngọt khỏi chế độ ăn uống của mình. Chỉ cần kiểm soát hợp lý, chú ý đến thói quen ăn uống, bạn hoàn toàn có thể thưởng thức vị ngọt mà không lo lắng. Cẩn trọng với đường ẩn. Các sản phẩm được quảng cáo là không có đường thường chỉ đơn thuần thay thế đường trắng bằng các loại thành phần khác như là sucrose, fructose hoặc là gluco. Những thành phần này vẫn có thể được coi là đường ẩn và chỉ cần tiêu thụ một cách hạn chế. Quản lý lượng đường tiêu thụ một cách hợp lý. Nếu như bạn tiêu thụ đường với mức độ hợp lý, lợi ích của nó có thể vượt trội hơn các rủi ro. Theo khuyến nghị, người lớn thì không nên tiêu thụ quá 50g đường mỗi ngày và con số lý tưởng là dưới 25g. Giảm lượng đường trong quá trình nấu ăn. Đường trắng thường được sử dụng để tăng hương vị cho nhiều món ăn trong bữa cơm hàng ngày. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa dầu, đường thường mang lại lượng calo cao và là một nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng béo phì. Do đó, bạn nên cố gắng giảm thiểu lượng đường khi nấu nướng trong bữa ăn hàng ngày. Không thích ăn ngọt vẫn có thể bị tiểu đường. 5 thực phẩm không ngọt nhưng mà làm đường huyết tăng cực nhanh. Thường xuyên tiêu thụ những thực phẩm dưới đây sẽ gây ra tình trạng khó kiểm soát đường huyết, đặc biệt là nguy hiểm đối với những người mắc bệnh tiểu đường. Thực phẩm giàu chất béo. Khi mà phát hiện ra đường trong mạch máu cao, bạn nên cắt giảm các thực phẩm giàu chất béo. Có nhiều người nghĩ rằng chất béo thì có liên quan gì đến đường huyết. Tuy nhiên, nếu mà nạp quá nhiều chất béo trong khi cơ thể không thể tiêu hao hết số năng lượng đó, về lâu về dài dẫn tới thừa cân, béo phì, gây ra rối loạn chuyển hóa. Khi mà nội tiết bị rối loạn, lượng insulin tiết ra sẽ giảm xuống, còn lượng đường trong máu lại tăng cao. Để kiểm soát đường huyết, bạn nên giảm bớt các loại thực phẩm có hàm lượng calo cao. Nếu muốn ăn thịt để cung cấp protein, thì nên chọn thịt nạc thay vì những thành phần thịt có nhiều mỡ. Thực phẩm ướp muối. Để giúp ổn định lượng đường trong máu, nên tránh xa những thực phẩm nhiều muối. Hàm lượng lớn natri mà lạp vào cơ thể không chỉ gây áp lực cho thận mà còn ảnh hưởng tới huyết áp. Ăn các thực phẩm ướp muối lâu lại thêm nhiều chất phụ gia để bảo quản, nên các thực phẩm này sẽ không tốt cho sức khỏe. Ăn nhiều thì tiềm ẩn nguy cơ mắc nhiều bệnh. Khi mắc bệnh tiểu đường rồi, nội tiết trong cơ thể con người ta thay đổi, quá trình trao đổi chất có vấn đề, cho nên cần phải tránh những thực phẩm chứa nhiều muối. Thực phẩm giàu tinh bột. Những thực phẩm giàu tinh bột như là khoai tây, gạo, bột mì, vân vân, khi đi vào cơ thể sẽ bị phân hủy thành carbon hydrate, sau đó chuyển hóa thành đường. Do đó, nếu mà tiêu thụ quá nhiều thực phẩm giàu tinh bột sẽ dẫn đến tăng lượng đường trong máu. Rượu bia và nước ngọt. Sự bài tiết insulin ở người bị tiểu đường vốn thất thường. Nếu mà uống rượu bia, chức năng insulin sẽ bị rối loạn. Ngoài ra, chất cồn khi đi vào cơ thể dễ phản ứng với các loại thuốc kiểm soát đường huyết, từ đó làm tăng nhanh lượng đường trong máu. Ngoài rượu bia, bạn cũng không nên uống các loại nước ngọt. Hầu hết các loại nước ngọt đều có lượng đường cao, kể từ khi chúng ta chứa các chất tạo ngọt thay thế lượng đường cũng không hề tốt cho sức khỏe. Đồ chiên rán. Đồ chiên rán mà được nấu ở nhiệt độ cao, điều này không chỉ sinh ra chất độc hại mà còn tăng calo có trong thức ăn. Nếu mà ăn quá nhiều sẽ khiến cơ thể tích tụ chất béo dẫn đến béo phì. Căn bệnh này là yếu tố quan trọng làm lượng đường trong máu không ổn định. Vì vậy, dù là bạn có thích đồ chiên rán đến đâu cũng cần phải cắt giảm chúng khỏi khẩu phần ăn.